Đây là toàn bộ quang cảnh trường trung học phổ thông B Duy Tiên lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2016. À, chỉ sau một đêm qua những trận mưa to thì sáng nay toàn bộ sân trường đã biến thành cái hồ rất lớn. À, tất cả các lán xe đều ngập chìm trong nước. À, tất cả các hành lang ở tầng 1 hiện nay đã mấp mé mép nước. À, chỗ nội lông nhất ở sân trường hiện nay cũng đã tới đầu gối. À, chỗ sâu thì còn đã tới bẹn. Rất nhiều người đã phải sắn quần, lội qua những không thể lội được. Xe đạp, xe cộ của học sinh khi đi vào trường đều không thể nào có thể đi được. Chính vì vậy mà nhà trường sáng nay đã quyết định cho học sinh khối 12, mặc dù đang ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông rất là gấp, nhưng vẫn phải nghỉ học vì không thể nào vào trường được. Nhà trường đã nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện xử lý. Tuy nhiên nhiều năm nay tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn, và sáng nay là hậu quả của những trận mưa lớn liên tiếp nhau. Mọi người đấy không thể nhận ra nổi quang cảnh của một trường trung học phổ thông B Duy Tiên. Mới sáng qua sáng kia khi nhà trường làm lễ tổng kết ở trong sân trường thì tất cả những khu vực này vẫn có thể học được, vẫn có thể vui chơi được. Nhưng chỉ sau những trận mưa lớn liên tiếp trong vòng thời gian vài tiếng đồng hồ thì toàn bộ sân trường đã không thể nào thoát nước được. Tình trạng này xảy ra một lý do rất đơn giản là do các khu vực đồng ruộng xung quanh nhà trường trước đây là nơi để thoát nước rất đơn giản thì bây giờ đã bị lấp để làm một khu công nghiệp và không có những cống rãnh thoát nước. Tình trạng này thì nhiều năm nay xảy ra rồi, và mỗi khi chỉ cần một trận mưa ở mức độ vừa phải thì nhà sân trường đã ngập một phần, học sinh đã phải lội bì bõm và rất nhiều em đã vất vả mới vào được lớp. Tuy nhiên những trận mưa mà kéo dài liên tiếp như hôm qua hôm kia thì tình trạng này sẽ còn tiếp diễn và chắc chắn nhà trường không thể học được. Rất may đây thời gian nghỉ hè chỉ khối 12 ôn tập thôi, nếu như trong năm học thì có lẽ tình trạng này sẽ làm cho thầy và trò nhà trường không thể nào tiếp tục đến trường. Đây trước mặt chúng ta là khu hiệu bộ, nơi dành cho thầy cô giáo đến để họp hội đồng và chuẩn bị cho các giờ lên lớp. Tuy nhiên thì giờ này tất cả thầy cô giáo đều đang phải đứng ngoài cổng trường. Đấy, không thể vào được trường, không thể cho xe vào trường. Bởi vì xe máy dắt vào đến đây thì đã ngập hết cả xe và không thể nào nổ máy đi được. Cũng kể cả dắt cũng không thể nào có chỗ để vì cái lán xe hiện nay đã ngập hết nước, nước ngập bụt. Đây là quang cảnh nó thật. Thì nhà trường sáng nay đồng chí hiệu trưởng cô Trần Thị Đình Hương đã gọi điện ngay lập tức cho các cơ quan chức năng để bày tỏ bức xúc của mình và cũng mời cơ quan chức năng đến để trực tiếp xem quang cảnh của trường hiện nay. Tuy nhiên cho đến thời điểm này hơn 8 giờ rồi vẫn chưa thấy cơ quan nào xuất hiện.
và nhà trường đang chờ. Hiện nay cô Trần Thị Đinh Hương đang lộ bì bõm, sắn quần rất cao và lộ bì bõm ngay cổng trường. Quý vị thể nhìn thấy ngay. Đây là đồng chí hiệu trưởng Trần Thị Đinh Hương đang lội nước bì bõm để vào khu hiệu bộ. Trước mặt các bạn là lối đi vào khu hiệu bộ, nơi dành cho các thầy cô giáo trường trung học phổ thông B Duy Tiên đến đây để chuẩn bị cho những giờ lên lớp. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta đã nhìn thấy là để vào khu này thì toàn bộ các xe máy cũng như tất cả phương tiện khác đều không thể đi được. Chỉ phương pháp duy nhất là lội nước. Và tôi đang lội nước theo. Để lội nước ở đây được thì đương nhiên quần áo sẽ phải ướt hết. Bởi vì sao? Bởi vì nước ngập rất là cao. Và hiện nay chỉ có mỗi cách là sắn quần như kia để lội nước. Người nào đi giày, phương tiện khác thì chịu, không được nào có thể thực hiện được. Bây giờ chỉ đợi nắng lên cho nước bốc hơi thôi, xong là cộng với nước bịt này nữa, sau đó là ô nhiễm môi trường rất là nguy hiểm. Nhiều lần bị rồi. Có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm trước có tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cái tờ trình đấy có cả huyện, có cả phát ký, gửi đi những thứ này. Cái lần trước mình thấy nắng lên giờ về để chị bạn đang bảo giám đốc với hiệu trưởng gặp nhau và người sắn quần người chân đất. Alo. Đây là môn mà ông vô. Quay chân. Chân nó. Dạ là chị bạn môn này. Lắp cái môn cơ bản. Vì thế về được nhá. Vì ngủ ở trong trường. Trong trường ngủ qua đấy. thế nào mà chị Hương chị sắn quần nên không ướt mà ông Tuấn thế nào ướt dài thế nhỉ? Quần đấy không sắn được. Ở đây đi trước đã dẫn đường là đã dẫn toàn những chỗ nông rồi. Vâng, xin chào ạ.
rồi rồi đây rồi đây rồi. Lâu lâu mấy lâu nhỉ? Bác xây dựng
Cái máy xúc kia đang xúc kìa. Đây máy xúc đang vừa đang cho lấy máy đấy, nhưng mà không cần thiết. Bây giờ mình thoát ngay, mình chỉ cần đục từ đây để làm cho nó nhanh, để sau đó về sau mình khơi xong thì nó thoát hết rồi mình làm. Chứ bây giờ mình nếu mà đục khéo mà nó vỡ đấy thì nước nó đầy thế này thì chả. Đục bây giờ về làm nào để nó vẫn bảo đảm được cái ấy. Vâng. Đi chỗ riêng dân của anh có thoát được không? Kinh khủng. Bây giờ làm gì có thủy nông kim bảng nữa, bây giờ là chung một về thủy nông chung người Nam Hà Nam rồi đấy. Rồi rồi rồi, để em bảo anh em nó điện cho luôn nhá. Vâng. Vâng. Vâng, vâng. Vâng. Rồi, 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 vâng, vâng. Đang tiếc cái sân để trồng này. Mất hết. Cát nó sẽ trôi đi hết nhỉ? Trôi hết chú eo. Cái bờ nó có ấy được không, còn nếu mà không còn nào. Đau đi. Không cần, cô cẩn thận quá, bây giờ chỉ cần cô chỉ cái vị trí thôi, anh em sẽ khai từ đấy, xong về sau đấu ra, nó thoát nước đi thì mới đấu vào được cái mưa. Gần chỗ nào gần nhất thì mình làm. Đúng quá, là muốn thế, xong thoát xong thì lúc ấy mới tính cái việc là đào đập đặt cống từ trường ra là làm nào hệ thống hẳn hoi chứ. Bây giờ mà đặt... này nếu mà không có anh xem, ví dụ chẳng hạn đây nó chỗ nào gần nhất để đưa ra được, đằng kia đào mà nhanh nhất để vào. Nhanh nhất thì quay cho xong. Rắn. Nhanh nhất thì chỉ có đây chỗ đây này qua lăn xe này vào. Vâng, chỉ đầu lăn xe mà không quan trọng, đào là chỉ đào đục một lỗ nhỏ thôi mà, để cho nó thoát, đào thoát xong rồi về sau mới ấy mà. Khi nó khô hết đi rồi mới chuyển ra. Đào to nó mới thoát nhanh, nhưng còn đục chỗ nhỏ thì bao giờ mới thoát được hết cái cả cái sân trường. Em nói này như vậy, công tác đào xong bắt đầu thông xong bắt đầu đục một hát, có mà một tí thì có mà rút sạch. Vấn đề là nó không có chỗ nào để rút ấy. Đấy, vấn đề là bây giờ phải thông ra được cái ngoài kia. Đấy. Làm cái, bây giờ các bác đào vào xong bây giờ tính, bác tính xem là cái đường nào nó nhanh nhất vào đến đây. Đúng rồi. Đấy, thì tạm thời bây giờ tạm thời xử lý là thế đấy. Tạm thời xử lý cho mình. Sao nào phải làm nói mà. Úi giời, các cô đi cẩn thận đi con. Đi đúng lối đấy, nếu không cô mà ngập tới đầu nhiều chỗ phải ngập tới ngực. Chỗ đấy là đây là cái lối đi lối ly cao đấy, đổ đá rồi đấy. Nhiều chỗ sâu lắm. Hình như là em thấy luôn như có mấy bác ở dưới